Thưa quý vị, cơ quan khí tượng cảnh báo hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên gây khó khăn cho các nhà máy thủy điện, làm suy giảm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến dân sinh. Xâm nhập mặn khiến tình trạng thiếu nước ngọt ở Nam Bộ thêm nghiêm trọng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tổng lượng mưa 10 ngày qua tại khu vực trên phổ biến ít mưa, thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trong 10 ngày qua, dòng chảy trên các sông khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ biến đổi chậm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán là cấp 2 ở nhiều khu vực. Chuyên gia cảnh báo hạn hán làm giảm năng suất, sản lượng cây trồng, giảm diện tích gieo trồng, tăng chi phí sản xuất nông nghiệp, tăng giá thành và giá cả các lương thực, giảm tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi. Hạn hán gây khó khăn cho các nhà máy thủy điện trong quá trình vận hành, làm suy giảm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến dân sinh, kinh tế xã hội. Xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Riêng trên sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, Cái Bé, xâm nhập mặn duy trì ở mức cao đến giữa tháng 5, sau đó giảm dần vào cuối tháng. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, nhiều chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn đang được các nhà bán lẻ triển khai nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng doanh thu. Nhiều người cũng lựa chọn đến đây để tránh nóng, khiến không khí mua sắm khá nhộn nhịp, với lượng khách mua hàng tăng từ 10 đến 20%. Các siêu thị bán lẻ tại Hà Nội đều chào mừng nghỉ lễ bằng hình thức giảm giá trực tiếp trên các sản phẩm thuộc ngành thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, nước giải khát, bia rượu và các sản phẩm thời trang, sản phẩm đặc sản vùng miền. Thậm chí ngoài việc giảm giá, nhiều mặt hàng còn được tặng kèm thêm các sản phẩm khác. Nhờ đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước tính đạt 66,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 8,4%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 266,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 190 trường hợp người dân bị chó mèo tấn công phải tiêm phòng dại. Trước nguy cơ tiềm ẩn bệnh dại xuất hiện gây tử vong cho người, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Hải Dương tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Bà Nguyễn Thị Song năm nào cũng thực hiện việc tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi của gia đình. Từ 8 giờ sáng, bà Song đã cùng cả xóm đưa chó mèo đến nhà văn hóa để tiêm vaccine phòng bệnh dại. Bà cũng cho biết, việc tiêm vaccine thường xuyên là cách giúp đẩy lùi bệnh dại cho đàn chó và bảo vệ sức khỏe của gia đình mình. Cô nghe thấy đài thông tin quần chúng thì bảo là đem chó để tiêm. Cô cũng để quay như là nuôi như này để tiêm phòng. Thế cô thấy người ta đến nhà mình, cô cũng thấy an toàn. Mà cô đi dặn thả ra đường cũng thấy an toàn. Thì cô thấy yên tâm mọi việc, không xảy ra cái sự coi như là chó dại đường nữa. Gia đình ông Lê Văn Chuẩn đã nuôi chó cảnh được 2 năm nay. Trước đây, vì có cháu nhỏ nên ông thường xuyên phải nhốt chó trong lồng do lo ngại những rủi ro về dịch bệnh. Giờ đây, chú chó của gia đình ông sau khi được các cán bộ thú y tiêm phòng cẩn thận, ông Chuẩn cũng cảm thấy an tâm hơn khi để trẻ nhỏ tiếp xúc gần với thú cưng. Nuôi chó là phải có ý thức, quay đến thời điểm này là quay phải đi tiêm dại cho chó, cho nó an toàn và coi cho là an tâm hơn cho mọi gia đình. Vừa tiêm chó này là đảm bảo cho sức khỏe trong gia đình và an toàn cộng đồng xã hội. Chưa đầy 30 phút, đã có gần 100 hộ dân đưa chó mèo đến tiêm. Việc tiêm vaccine không chỉ giúp phòng ngừa bệnh dại nguy hiểm mà còn giúp ngăn ngừa việc lây bệnh từ chó sang người, đặc biệt là bệnh dại. Sau khi tiêm phòng, chúng tôi đã thống kê và giám sát lại của tất cả những hộ nào chưa tiêm phòng. Do một cái điều kiện khách quan chưa tiêm phòng trong cái thời điểm ấy, thì chúng tôi sẽ cho tiêm bổ sung tại chỗ, có thể là cho cán bộ đi đến tận gia đình để hỗ trợ gia đình trong việc tiêm chó mèo. Chó mèo cảnh ấy, thì mọi người lại càng chú ý tiêm phòng dại hơn, vì là những cái con chó mèo cảnh đấy là con hoặc cháu người ta hay chơi với chúng nhiều hơn. Việc tiêm phòng dại thì nó thành một cái nếp của người dân ở khu mình hoặc là nói riêng và ở phường Nam Đồng nói chung. Tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi là biện pháp phòng bệnh dại đơn giản và hiệu quả nhất. Việc tổ chức tiêm phòng vaccine dại cho đàn vật nuôi sẽ góp phần ổn định tình hình dịch tễ tại địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian tới. Thưa quý vị, miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, có thời điểm nhiệt độ đã vượt ngưỡng 40 độ. Trong điều kiện thời tiết như đổ lửa, nhiều người tham gia giao thông vì thế cũng đã tìm những chỗ có bóng mát để di chuyển. Thế nhưng việc này lại đang vô tình làm gia tăng vi phạm luật giao thông đường bộ, gây mất trật tự an toàn giao thông.
di chuyển vào làn đường ô tô vì có bóng râm che chắn. Hoặc dừng đỗ cách đèn đỏ cả chục mét. Hình ảnh quen thuộc trên đường phố Hà Nội khi thời tiết nắng nóng, bất chấp tất cả, chỉ cần có bóng râm sẽ được tận dụng triệt để. Một xe, hai xe, rồi từ đó tạo thành hiệu ứng đám đông dừng đỗ. Như chiếc xe ô tô này, muốn rẽ trái phải liên tục bấm còi. Còn không thì người điều khiển phương tiện này không chịu tránh đường. Cái hành vi mà chú vào bóng râm như thế của người dân, của những cái người mà đang chờ đèn đỏ ấy, thì bản thân tôi thấy là đôi lúc là nó rất là ảnh hưởng đến giao thông. Họ mà không đi thì bọn tôi cũng không thể đi được. Mà đôi lúc là ví dụ như bóng râm là ở trên cái vạch cho người đi bộ chẳng hạn, hoặc là ở vạch của người đi bộ chẳng hạn, thì họ lại đỗ luôn đấy, người đi bộ không thể sang được, và cũng như thế là vi phạm luật giao thông. Đối với các phương tiện tham gia giao thông, việc chấp hành quy tắc vạch kẻ đường là điều bắt buộc. Song trong những ngày nắng nóng như thế này thì mọi quy tắc đều bị phá bỏ bởi cùng lý do trốn nóng. Chính việc dừng đỗ bừa bãi hoặc vượt đèn đỏ với tâm lý muốn đi nhanh chóng, thuận tiện để tránh nắng lại đang gây ra những nguy cơ về tai nạn giao thông. Những người tham gia giao thông, họ chỉ vì một cái chút tiện lợi của bản thân một chút, và họ sẵn sàng có thể là không chờ đèn đỏ và cũng có thể là đi vào những cái đường cấm, đường ngược chiều để có thể đi nhanh hơn. Đối với những các hành vi này thì hiện tại là phòng cảnh sát giao thông nói chung và đội cảnh sát giao thông số 14 nói riêng là chúng tôi đang vẫn tiến hành dừng xe và xử lý, xử phạt nghiêm những cái hành vi như vậy để chúng ta sẽ giảm thiểu dần, nâng cao ý thức của người dân hơn nữa. Tôi đánh giá tình trạng này vô cùng nguy hiểm. Nó không chỉ là vấn đề văn hóa giao thông mà nó còn là cái ý thức về an toàn giao thông rất là kém. Nếu trường hợp mà xe dừng đột ngột như vậy, rất dễ bị xe phía sau tông vào và xảy ra tai nạn giao thông. Rõ ràng việc lưu thông trong thời tiết nắng nóng khiến ai cũng mệt mỏi, song cũng không thể vì thế mà điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông, gây nguy hiểm cho chính bản thân họ và những người xung quanh. Thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài đến 5 ngày, nên lượng khách du lịch đến Nha Trang Khánh Hòa đang tăng rất cao. Năm nay, Nha Trang tổ chức nhiều hoạt động du lịch biển, nên lượng khách được dự báo là tăng khoảng 30% so với năm trước. Đến nay, công suất phòng tại nhiều resort đã đạt đến 100%. Các khách sạn lớn ở trung tâm thành phố Nha Trang cũng đạt trên 70%. Lượng khách du lịch đổ về các địa điểm du lịch cũng đã tăng mạnh trong những ngày nghỉ lễ. Từ 8 giờ sáng, các tuyến đường vào thành phố Nha Trang nhộn nhịp ô tô vận chuyển khách du lịch. Năm nay, do ảnh hưởng của giá vé máy bay tăng cao, nhiều du khách lựa chọn di chuyển bằng xe khách, xe cá nhân. Du lịch phố biển ghi nhận khá đông khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ về vui chơi, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, lượng du khách tại các tỉnh phía Bắc lại giảm nhiều trong dịp lễ năm nay. Tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, số lượng các chuyến bay quốc nội giảm 20% so với cùng kỳ. Sở Du lịch cũng có trung tâm hỗ trợ khách du lịch thông qua đường dây nóng SEO 2258 là trực 24/24 để phối hợp cùng các sở ban ngành trong cái việc tiếp nhận thông tin phản ánh của du khách khi gặp những cái sự cố. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay trúng vào đợt nắng nóng, bởi vậy đa phần du khách chọn những nơi có thể giải nhiệt để vui chơi, nghỉ dưỡng. Các tour biển đảo vì thế đặc biệt hút khách trong dịp lễ năm nay. Ngoài ra, ở phía Bắc Nha Trang, các tour du lịch tham quan đầm Nha Phu, đảo Hoa Lan, đảo Khỉ cũng rất thu hút khách du lịch trong dịp này. Theo đánh giá của nhiều du khách, dịp lễ năm nay, các loại hình du lịch Nha Trang, Khánh Hòa khá phong phú, nhiều sự lựa chọn, giá cả các dịch vụ du lịch ăn uống tương đối hợp lý. Cái vấn đề ăn uống vệ sinh thực phẩm cũng được công ty quan tâm đặt lên hàng đầu trong chuyến tham quan của du khách. Chính vì thế, công ty lựa chọn những nhà cung cấp, những nguồn thực phẩm hải sản được đảm bảo, những cái đơn vị cung cấp có đầy đủ giấy tờ, giấy phép, nguồn gốc xuất xứ. Để đảm bảo cung ứng tốt nhất các dịch vụ cho du khách trong dịp lễ này, trước đó Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thực hiện nghiêm túc các quy định về giá.